Dạ, lần đầu tiên cho phép con cùng với chương trình chúc cho cậu tuổi mới sinh nhật sẽ luôn là nhiều sức khỏe, bình an và thật là nhiều show để có thật là nhiều tiền để làm những việc ý nghĩa hơn nữa. Tôi em nói đi. Hồi sáng giờ em nói nhiều rồi, giờ anh nói đi. Không, anh biết nói gì vậy? Nữa hả? Dạ. Dạ, hồi giờ hôm qua nay hôm kia giờ cũng chúc nhiều lắm luôn á. Dạ. Thì cũng nãy ai yêu cầu em vậy? Thấy chưa, mà lỡ tôi hát dở cái đưa lên YouTube cái ta cười tôi à. Cười đâu, em tao hết trời. Dạ ok ạ. Nhạc giật hả? Chú bảo giật hả? Dạ. Vậy con gửi mấy cô chú với mấy em ở đây nè, là một bài hát được mang tên là Rước Dâu Miệt Vườn nha, remix. Là sao quen chắc chứ là một sáng tác của Lâm Huỳnh được mang tên Chơi Xa Láng remix, mà mọi người cùng lắng nghe ạ. Một triệu view là có đây là 1 triệu view hết luôn rồi đó. À 1 triệu view. Nhiều kênh lắm.
đi. Ok. Cái lâu hai bánh kem hết trơn hả? Để cắt bánh kem ra, mang kêu mấy em lấy bánh kem cắt ra cho mọi người ăn đi. Ok thôi. Dạ hôm nay sinh nhật cậu của con là chơi xả láng luôn nha bà con ơi. Chiều view rồi. Rồi một tràng pháo tay thật lớn cho Decalum và Trương Vinh.